Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Một bước để chiến thắng. Nói chung là mọi căng thẳng, mọi vất vả trong ngày thì chúng ta quên hết đi, bởi vì chúng ta đang ngồi trước TV và theo dõi chương trình Một bước để chiến thắng. Với chương trình này chúng ta có thể thỏa sức theo dõi những nghệ sĩ mà mình yêu thích, và bên cạnh đó là những người chơi với cá tính khác nhau đến từ mọi miền đất nước. Và những trò chơi hấp dẫn vui nhộn này sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 20 giờ mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Tự dẫn mình luôn đi. Em nói hơi dài đúng không? Trời đất ơi, bao nhiêu thông tin mọi người đang chờ đợi lắng nghe, tự nhiên cái giận hết mình. Xí, rồi anh nói gì? Còn thông tin đăng ký nè, fanpage này nha. Quên mất ha. Đúng không? Và chắc chắn các bạn cũng không quên cách thức để có thể đăng ký cùng với chúng tôi đúng không ạ? Các bạn hãy gửi thông tin của mình về địa chỉ đăng ký avong1buocdechienthang.vn hoặc có thể đăng ký trực tiếp trên website 1buocdechienthang.vn các bạn nhớ. Có nói thêm gì không? Nói luôn đi, mất công nói người ta nói hết trơn. Ừ, bên cạnh đó thì các bạn cũng luôn luôn nhớ đó chính là fanpage của chương trình Một bước để chiến thắng. Tại đây có rất là nhiều trò chơi giúp cho tất cả các bạn có cơ hội đến những phần quà dễ thương từ chương trình cũng như là theo dõi những thông tin mà mình đã bỏ lỡ. Là hoài rồi đúng không? Bắt tay cái cây. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón những người chơi đặc biệt trong ngày hôm nay. Xin chào đón người mẫu Max Trần, ca sĩ Thái Ngân, ca sĩ Chí Thành. Có vẻ như là Hà Trinh hơi bị cô đơn đây. Ủa, tôi thấy tôi là hàng hiếm đó chứ. Một cô gái màu đỏ giữa những sắc màu trầm, thế là nổi bật rồi. Ý tôi đang nói có một mình bạn là con gái trên sân khấu này ngay bây giờ. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhau nhé. Đây, cậu này lanh nhất hồi nãy ra, cậu uống héo, tạo dáng rất là ấn tượng. Xin chào tất cả mọi người và cũng như chào tất cả mọi người xem đài. Thành tôi là Phạm Chí Thành và Thành đến từ cuộc thi Nhân tố Bí ẩn. Dạ, và ngày hôm nay đến với Một bước để chiến thắng với tinh thần là như thế nào? Chắc là vui là chính. Cảm ơn Chí Thành, một chàng trai rất là lanh lợi, đáng yêu. Còn Thái Ngân thì sao? Đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến anh Minh Sù, chị Hà Trinh và tất cả các bạn có mặt trong ngày hôm nay và cũng như các quý vị đang xem đài. Xin chào. Thật sự thì em đã xem chương trình này rất là nhiều và cảm thấy rất là vui với những trò chơi, và em cảm thấy một từ duy nhất trong các trò chơi ngày hôm nay đó là khó quá. Khó quá hả? Thật sự ra tại vì bạn chưa thử nghiệm và bạn chưa chiến thắng thế thôi, cho nên là bạn nhiệm vụ bây giờ là phải giữ vững niềm tin của mình. Nếu như chúng ta chiến thắng lúc đó tự nhiên cái trời ơi trò này em thấy dễ ẹt luôn, sướng quá, thắng giải, đúng không? Chính xác. Tôi hiểu tâm lý các bạn lắm. Em hy vọng là em sẽ được nói cái câu đó. Dạ. Cảm ơn Thái Ngân. Và bây giờ là Max Trần. Max là maximum form, là hết ga, hết cỡ, hết sức luôn. Hết ga luôn chị. Vậy ngày hôm nay có muốn hết ga với chương trình không? Tất nhiên rồi chị. Dạ. Tất nhiên anh. Tất nhiên còn chị luôn chứ. Hy vọng là sau cuộc thi thì em sẽ rinh về một vài món quà gì đó từ chương trình. Cố lên nhé. Rồi, cố lên. Chào đón cả ba bạn đến với Một bước để chiến thắng. Và bây giờ trong không khí rất là nồng nhiệt mà quý vị khán giả yêu thương mình như vậy, thì mình cũng yêu thương gửi tặng lại một món quà tinh thần đi nào. Chắc là Thành sẽ trình diễn trước để tặng một ca khúc cho mọi người. Ok. Một ca khúc mà Thành tự viết, ca khúc R&B mang tên Hãy Giữ Lấy Anh. Hãy Giữ Lấy Anh với Chí Thành, xin mời. Anh muốn em rất rồi, anh không thể tin một ngày nào đó anh đã đến
vừa rồi là hãy giữ lấy anh đúng không ạ? Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ giữ lấy những món quà của chúng tôi và hãy chiến thắng đi nào. Các bạn có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng! Hãy cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên được mang tên Vật Hình Mẫu Ngựa. Các bạn thân mến, vừa rồi là Vi Lưu Liếp hướng dẫn với trò chơi Vật Hình Móng Ngựa. Và ngay bây giờ Minh Sự và Hà Trinh sẽ hướng dẫn lại một lần nữa các bạn nha. Đây, mỗi người chơi sẽ đứng vị trí ban đầu tại đây. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ sử dụng lực tay của mình di chuyển cái vật hình móng ngựa này sao cho lông vào trong cây sắt của chúng tôi quy định ở cuối đường băng kia. Thế là các bạn sẽ chiến thắng. Và nếu như các bạn chinh phục được trò chơi này thì phần thưởng của chúng ta đó chính là Nokia Lumia 730, điện thoại Safi Lumia 730, camera trước 50 megapixel, ống kính rộng chụp selfie cả nhóm cực dễ dàng, gọi Skype chất lượng HD. Thành thấy phần thưởng này như thế nào? Dạ có giá trị. Có giá trị và hấp dẫn đúng không ạ? Dạ. Có động lực rồi đúng không? Quá đã luôn. Quá đã. Max, sao mặt lạnh lùng vậy Max? Má không thích điện thoại hả? Không, em thích lắm. Selfie. Thích lắm đúng không? Dạ, nếu mà thắng cái là chúng ta chụp hình đội nhóm liền. Chịu không? Ngay và luôn. Ngay và luôn nha. Và ngay bây giờ các bạn thân mến, hãy vỗ tay thật lớn cho người chơi đầu tiên. Đó chính là bạn Thoa. Xin chào Thoa. Có thể thấy là Thoa là một trong những người chơi có mặt từ rất sớm để chờ đợi chương trình bắt đầu. Hẳn là bạn rất là yêu thích chương trình đúng không nào? Dạ, em cũng đến với chương trình thì cũng một cái duyên thôi. Dạ, em được một người bạn giới thiệu và là từ khi đó em xem chương trình và em yêu thích chương trình và em theo dõi nhiều hơn. Và bây giờ mình là người mở hàng cho chương trình ngày hôm nay thì bạn thấy tinh thần như thế nào? Mở hàng thì mà trúng trò này nữa thì cũng hơi hồi hộp. Hồi hộp, bây giờ các bạn khán giả vỗ tay để xua tan cái hồi hộp của bạn Thoa được không ạ? Max qua kia ủng hộ cho Thoa nha. Rồi, 1, 2, 3, sẵn sàng. Rồi, xin mời Thoa. Xin mời. Sẵn sàng và bắt đầu. Lông bao Ben cũng chạm được vào cái cột sắt rồi. Cảm ơn Thoa rất nhiều, tự tin lên nhá. Tâm cười tươi quá Tâm. Có nghĩa là cũng thấy may mắn rồi đúng không? Nhưng mà cũng đang rất là hoang mang. Hoang mang sao vậy? Tại vì bình thường coi trên TV thì nó gần lắm, sao gì nó sai vậy? Ảo rất ảo. Bây giờ mình thử đi. Đấy, thắng thiệt luôn nè. Ngày hôm nay bạn được trải nghiệm trực tiếp với tất cả chúng tôi chắc chắn là sẽ thú vị hơn. Sẵn sàng. Và bắt đầu. Tới luôn. Ben quá mạnh. Và bắt đầu. Đúng rồi. Đó. Thế còn là Chí Thành thì sao? Bạn có tự tin để mà chinh phục trò này? Dạ em sẽ tự tin nếu mà như được ném 10 lần. Còn đây có một lần thì nó tự tin nó giảm đi. Nó 10 lần thì ai cũng làm được rồi. Vậy thì bây giờ thì sao? Có muốn thử sức không? Dạ, chắc em thử đi. Thử cái gì chơi luôn? Thử cái gì? Không có thử. Ok luôn. Trải nghiệm với trò chơi đầu tiên nào. Cố lên. Sẵn sàng. Cố lên. Cố lên. Bắt đầu. Cố lên. Cố lên. Giải thưởng có bị nhảy cái bóng hay không? Cố lên. Cố lên. Một lần ba. Thấy không? Thấy không? Hướng đi rất thẳng rồi. Hai cái vị trí của cái vật hình móng ngựa cũng đã muốn lồng vào trong khung sắt rồi nhưng mà nó hơi lệch sang bên trái. Thấy như thế nào? Dạ em thấy cái cây nó không có ưa em. Vậy thì giờ sao mình chia sẻ kinh nghiệm với những người chơi còn lại đi, phải dùng lực tay như thế nào, cái hướng đi ra sao? Em rớt rồi mà làm sao mà em biết kinh nghiệm? Thì bây giờ kinh nghiệm người rớt để người ta không đi theo. Dạ em nghĩ là cố gắng hơn em là được. Dạ vậy cố lên mọi người ơi. Cảm ơn ý kiến của bạn. Rồi về lại vị trí đi Chí Thành ơi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của người chơi tiếp theo. Một tràng hót tay cho bạn Anh. Xin chào, mời bạn nha. Sẵn sàng và bắt đầu. Lâu bao. Bạn có thấy là mình thêm một chút xíu qua bên trái nữa thôi không? Em tiếc chị. Anh Đạt, ráng lấy cái điện thoại nha. Chắc cũng cố gắng quá, hy vọng thằng may mắn mỉm cười với mình. Đó, anh cười đó anh. Sẵn sàng. Và bắt đầu. Xẹo về anh. Xin chào. Xin chào bạn Thảo. Một nụ cười rất tươi báo hiệu may mắn đang tới. Điện thoại đang chờ. Chơi luôn đi bạn. Sẵn sàng. Và bắt đầu. Vô. Nó chạm vào cái cây sắt rồi nhưng mà nó không lồng vào. Tiếc quá. Tiếc thật sự luôn. Bây giờ làm sao cho mình hết tiếc? Cố gắng kỳ sau. Tại cũng mới là trò thứ nhất thôi. Đúng. Nói chung là mình khởi động tinh thần từ từ chị nha. Cảm ơn chị Thảo rất nhiều. Cảm ơn chị Thảo.
Max nghĩ sao Max? Có cái chiến thuật gì chưa? Chứ thấy nãy giờ ném thẳng mạnh quá cũng không được, nhẹ quá thì không tới. Cũng hay bị qua trái qua phải, vậy thì bạn có cái cách ném gì không? Ném xoay, ném ngược, ném nghiêng, ném ngang, ném gì đó. Siêu quá, cái đó là siêu quá. Em đang suy nghĩ. Cầm lên thấy gì nè. Ủ mù. Đó, thấy cũng được, miễn sao lăn được cái đó thôi. Em thấy khó khăn quá. Khó khăn quá. Làm rồi sao tham mưu cái gì mà nó đi vòng vòng vậy? Rồi thôi qua bên đội kia, cô Thái Ngân đứng. Trời đất ơi, hỏi ý kiến sao không cho ta chơi, có muốn chơi liền không? Hay là tí chơi? Dạ sao cũng được. Cô phải có quyết đoán chứ. Ông con trai phải có quyết đoán. Chơi, quốc luôn, quốc luôn, quốc luôn, quốc luôn. Xin mời bạn bước vào vị trí của mình. Sẵn sàng. Một cơ hội cho một trò chơi mà thôi. Điện thoại Lumia 730 đang chờ đợi. Sẵn sàng và bắt đầu. Lóng vào. Hướng đi rất hoang mang. Sẵn sàng. Và bắt đầu. Đây. Trời ơi. Wow, rất xuất sắc, rất triển vọng. Rất tiếc. Cố lên. Xin chào chị Chi. Chị ơi chị Chi. Không biết là tên đầy đủ của chị là chi? Là Đặng Lan Chi. Đặng Lan Chi, cái tên rất là đẹp. Nhưng mà ở trong hồ sơ đăng ký em thấy hơi tiếc. Là bởi vì người đẹp như vậy, dễ thương hiền dịu vậy mà chưa có người nào đi bên cạnh mình. Chắc là mạnh mẽ quá. Hả? Thấy vậy cũng, mà mạnh mẽ. Thấy cũng mạnh mẽ, mạnh mẽ quá mà. Ở ngoài dịu dàng thôi chứ bên trong mạnh mẽ như. Tránh ra. Chị có võ không? Có võ không? Không có võ mà nó mạnh mẽ là gì? Liệu yếu đào tơ thế này cơ mà. Vậy thì tính cách thật của chị là gì ạ? Chung mà em hồi xưa đi học thì chỉ có đi học rồi về nhà, ít đi ra ngoài chơi. Bây giờ đi làm thì đi làm rồi về nhà. Nên mẹ là nói con phải ráng đi ra ngoài để giao lưu, tiếp thu, để biết cái người ta, biết cái này cái kia. Dạ, em thấy là chị cũng ít đi chơi lắm, đi chơi một lần lên chương trình truyền hình là ngàn người biết luôn. Đó, bởi vậy mới nói không sao. Vậy thì hôm nay cho mình một cái cơ hội để thể hiện bản thân mình trước ống kính, trước bao nhiêu là người xem truyền hình biết được ngày nào đó con anh nào dớt mình sao rồi, nói gì nào. VTV9, ngày, thêm, tháng, thêm, năm. Thêm. Nếu mà muốn gửi một lời đến người ấy tương lai bạn sẽ nói gì ạ? Yêu em anh giá hôn. Các bạn trai nào muốn đến với cô Chi, hãy gửi thông tin của mình về địa chỉ đăng ký một bước để chiến thắng .vn nha. Đừng quên, chúng tôi còn có địa chỉ fanpage một bước để chiến thắng. Bạn Chi sẽ xuất hiện trên đó và tìm yêu em anh dám hôn. Dạ, nhưng mà thấy là có một điều thú vị. Trước mắt là cái này trước. Rồi, thích nó đi, lồng nó vào nhau đi rồi chúng ta chiến thắng chị nhá. Sẵn sàng. Ủng hộ tinh thần cho chị Chi. Có lên. Suýt tí nữa là tung hoa bắn pháo bông rồi. Nhưng mà không sao, lời chúc của chương trình dành cho chị là nhớ đi chơi nhiều nha. Đừng ở nhà hoài. Rồi, cảm ơn chị Chi rất nhiều ạ. Cảm ơn chị. Bắt đầu. Đó, suýt nữa rồi. Thôi không sao. Quá lạnh lùng. Ủng hộ tiếp. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, tiếp tục. Vô. Đó, tự lên lấy cái vật phẩm bóng ngựa tự về chơi luôn. Một phát ăn luôn nè, ủng hộ cho bạn Thái Ngân. Thái Ngân, cố lên. Sẵn sàng. Ồ, có dạ? Vũ khí bí mật. Có biết kiếm gì vậy? Ồ, đeo mắt kính. Ồ, đeo mắt kính, không thấy đường. Sẵn sàng. Và bắt đầu. Cố lên. Lên. Lóc vào. Không, đúng rồi. Một bên một bên hai rưỡi thì thằng chị nó lệch sang bên này là đúng rồi. Cảm ơn Max Trần, Thái Ngân và Chí Thành. Cảm ơn.